Hey, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là cây kiểng của tôi. Thì hôm nay là ngày 2 tháng 1, thì hôm nay vườn con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú mình. Đó là một cái lô linh sam 86 phôi ha. Thì lô 86 phôi này bên vườn con đang lên giá thanh lý rất là mềm nha cô chú. Thì nói chung là bán qua một đợt rồi, và những cây này là những cây còn lại. Với lại bên vườn con đang lên mức giá thanh lý rất là mềm, thì cũng mong được cô chú anh chị gần xa ủng hộ ha. Thì tất cả các cây này như trên màn hình cô chú mình đang thấy, những cái cây mà nó ra lá như thế này là linh sam 86 ha, gốc rin nha, từ nhỏ đến lớn luôn. Nói chung là chiếc nhánh và thuần chậu là 86, không có ghép ấy gì chân ha. Đó. Phôi thì 86 thì cô chú mình cũng biết rồi, trồng cũng khá là lâu lớn, để trồng được phôi bự như thế này cũng 2 năm rồi nha cô chú. Và hoành thì cũng chừng khoảng chừng 10, 11, 12, 13 tùy theo phôi. Và giá hiện tại con đang bán là từ 80.000 cho đến 120.000 một phôi. Phôi nhỏ nhỏ thì có thể là 7, 80, thì tùy theo phôi nha. Và tất cả các phôi này thì đế nó cũng rất là nở và rất là đẹp ha. Đó. Thì cô chú anh chị mình xem qua màn hình thì có thể là lựa chọn từng cây. Thì con có đánh mã số và con có chụp hình đồ hết rồi. Cô chú anh chị mình có nhu cầu mua thì kết nối Zalo con qua số điện thoại là 0387849762 gặp Mẫn. Con sẽ chụp hình cụ thể từng cây để cô chú mình lựa chọn ha. Rồi cảm ơn cô chú đã xem kênh và ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất nhiều. Thì con cũng xin kết thúc và tạm dừng video tại đây.